Cậu bé này sau khi vô tình nhặt được một bộ cờ đem về nhà, vì tò mò mở ra chơi thử. Không ngờ bộ cờ nói sẽ nhốt cậu vào rừng sâu cho đến khi lắc được cục xí ngầu con 8 hay con 5 mới có thể quay về. Sau đó một thế lực bí ẩn nào đã hút cậu đi mất. Câu chuyện bắt đầu tại một thị trấn nơi dân cư đông đúc. Cậu bé Olen là con của một ông chủ xưởng giày giàu có. Tuy nhiên cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt cho đến một ngày cậu vô tình nghe thấy tiếng gõ lạch cạch sâu trong lòng đất. Cậu tiến lại gần và bắt đầu đào xới vị trí phát ra âm thanh. Bên trong là một chiếc giường cũ kỹ được khóa cẩn thận. Olen dùng sẻng phá ổ khóa lấy ra được một bộ cờ và bỏ chạy về nhà để tránh bị phát hiện. Đêm đó cha mẹ vì chuyện cậu bị bạn bạo lực học đường nên đã quyết định đưa cậu về Mỹ định cư cùng nhà nội. Nhưng Olen lập tức tỏ thái độ cự tuyệt. Đợi lúc ba mẹ đi vắng cậu đã lén sử dụng bộ cờ, nhưng tiếng gõ cửa đã làm cậu tụt hứng. Hóa ra là Sarah cờ rớt của cậu. Sẵn có đồ chơi mới nên Olen đã rủ cô ấy chơi cùng. Nhìn thấy bàn cờ đó, Sarah phát chán đến muốn bỏ về nhưng do lỡ tay bỏ hai hộp xí ngầu xuống vô tình kích hoạt trò chơi. Con cờ tự di chuyển và đưa ra lời cảnh báo sẽ có lũ quái vật có cánh bay đến đây. Đúng lúc đó hai đứa thấy quái dị nên định dẹp bộ cờ thì chuông đồng hồ reo lên. Olen hốt hoảng làm rơi hai hộp xí ngầu vô tình gieo cho con cờ di chuyển. Nó nói cậu sẽ bị nhốt vào rừng sâu cho đến khi có người chơi đổ được con 8 và con 5. Không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng Sarah bỗng hét lên khi nhìn thấy cơ thể Olen bị biến dạng. Một cơn lốc cuốn cậu vào trong bộ cờ rồi sau đó từ trong lò sưởi một đàn rơi lũ lượt bay ra khiến cô bé sợ chạy tụt quần mà quên luôn việc gieo xí ngầu giải thoát cho Olen. Thoáng chốc đã 26 năm trôi qua, ba mẹ của Olen vì đau buồn và nhớ con nên lâm bệnh nặng rồi qua đời. Ngôi nhà của họ cũng được giao cho người môi giới nhà đất quản lý. Hôm nay bà ta đưa khách đến thuê nhà họ gồm một người dì và hai đứa cháu độ tuổi học sinh cấp 2. Ngôi nhà khá rộng nên họ rất thích và quyết định thuê luôn không chút do dự. Sáng hôm sau trước khi đến trường, hai đứa trẻ đã nghe thấy tiếng kêu rất lớn ở trên gác mái. Trẻ con vốn có tính hiếu kỳ nên không thể nào bỏ lỡ hiện tượng bí ẩn này được. Chúng lên trên gác mái điều tra và phát hiện bộ cờ đang không ngừng co giật. Cậu nhóc Peter cầm quân cờ và đọc luật chơi in trên bàn cờ. Hai quân cờ đột nhiên rời khỏi tay cậu. Cậu lấy xí ngầu ra đưa cho người chị gieo. Ngay sau đó là lời cảnh báo một đàn muỗi không biết từ đâu sẽ bay tới đây. Cũng may cô ấy phản ứng nhanh lấy được cây vượt đánh bay bọn chúng. Peter chẳng hề sợ hãi tiếp tục gieo xí ngầu. Lần này họ nghe thấy tiếng động lạ dưới nhà nên vội vàng chạy xuống. Một đàn khỉ đang thay phiên nhau phá nát căn bếp. Lúc này cô chị mới nhận ra những hiện tượng xảy ra nãy giờ đều là do bàn cờ Jumanji gây ra. Muốn xóa bỏ hết tất cả trở lại như cũ, cả hai cần phải chơi đến khi ván cờ kết thúc. Nghĩ việc này cũng đơn giản nên chị em họ tiếp tục thay phiên nhau gieo xí ngầu. Không ngờ Peter đã gieo được hột xí ngầu 5 nút khiến cho một con sư tử lập tức xuất hiện và cùng lúc đó ứng với hình phạt của Erland 26 năm về trước. Anh được thả ra khỏi bàn cờ và giúp họ chiến đấu với con sư tử. Sau khi nhốt nó thành công, Erland đi vòng quanh nhìn ngắm lại ngôi nhà của mình. Anh mừng rỡ đuổi theo Peter chỉ để ôm cậu bé thay cho lời cảm ơn rồi hớn hở chạy đi tìm ba mẹ. Nhưng không ngờ Judy đã nói cho anh biết ba mẹ anh đã qua đời. Erland như chết lặng vội chạy ra ngoài hỏi thăm khắp nơi về tung tích của họ. Đường phố qua 26 năm đã thay đổi đi rất nhiều nhưng con đường dẫn đến xưởng giày của cha thì Erland vẫn nhớ rõ mồn một. Nơi đó giờ đây đã trở thành một khu nhà hoang tàn tạ vắng vẻ. Thấy bóng dáng một người đàn ông, Erland lập tức chạy tới đó để hỏi thăm về lý do xưởng giày bị đóng cửa. Hóa ra cha anh đã đổ hết tiền bạc và thời gian vào việc tìm kiếm đứa con trai nên không ai quản lý xưởng giày. Trái tim Erland dường như bóp nghẹt lại khi nghe người đàn ông kia nhận xét trên đời này cha của anh là người cha thương yêu con cái nhất. Cho đến lúc này Erland mới biết tình yêu mà cha dành cho anh lớn đến thế nào và anh đã rất hối hận vì lần cuối anh được gặp mặt ông là lúc hai cha con tranh cãi về chuyện chuyển trường của mình. Erland đến thăm mộ của cha mẹ mình. Trong lúc đó chị em Peter cũng chia sẻ chúng cũng là những đứa trẻ mồ côi. Bất ngờ ngoài đường có chiếc xe cứu thương chạy đến đụng trúng ô tô của dân thường. May mắn có xe cảnh sát chạy ngang qua nên đã kịp thời hỗ trợ đưa nạn nhân lên xe cứu thương trở vào bệnh viện. Judy nhận ra nạn nhân chính là người đã môi giới cho gia đình cô thuê căn nhà kia. Bọn họ vào trong chiếc ô tô của bà ta thì bị lũ muỗi tấn công. Olen vội vàng lên ga đua về nhà rồi bắt đầu lấy lại bộ dạng phong độ của mình. Bọn trẻ lúc này cố thuyết phục anh giúp chúng chơi hết ván cờ nhưng nhìn thấy nó, Olen đã vội sợ đái cả ra quần. Anh quyết định từ chối thì bị Peter gắn ghép là đồ thỏ đế. Lúc này anh mới cảnh báo chúng rằng những gì anh đã trải qua còn vệ hơn những gì chúng vừa nhìn thấy. Muốn chứng tỏ bản thân nên hai đứa đã dở bàn cờ ra tiếp tục chơi nhưng lạ thay quân cờ lại không chuyển động. Olen đến gần quan sát mới biết rằng đây chính là ván cờ anh chơi còn dang dở cách đây 26 năm, vậy thì người chơi còn lại chỉ có thể là Sarah. Olen đưa hai đứa nhóc đi tìm Sarah để rủ cô ấy cùng họ hoàn thành nốt ván cờ. Sau khi đưa cô ấy về nhà để tiếp tục ván cờ thì Sarah liền từ chối dữ dội. Cô ấy nói cô đã phải trị bệnh tâm thần vì chơi qua ván cờ đó. Thế là Olen nghĩ ra cách kêu cô bình tĩnh ngồi xuống bỏ hai hột xí ngầu lại thì có thể quay về không cần chơi nữa. Sarah cảm kích vô cùng ngoan ngoãn làm theo thì bất ngờ Olen rút tay lại làm cho Sarah gieo xí ngầu kích hoạt ván cờ.
một bông hoa ăn thịt người xuất hiện dùng lưỡi quấn lấy chân Peter. Mọi người lập tức cố gắng ra sức giữ cậu ấy lại. Sau đó Erlen đã chạy đi lấy thanh kiếm katana chặt đứt lưỡi của nó. Tới đây Sarah đã hoảng sợ lắm rồi. Cô tìm mọi cách để bỏ về nhưng dễ gì Erlen chịu từ bỏ. Anh khóa hết cửa lại rồi hộ tống cô về bàn chơi. Lúc này mọi người cùng đặt tay hứa với nhau rằng dù có thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Erlen đổ xí ngầu xong thì anh bị một tay thợ săn truy cùng giết tận. Anh chạy khỏi căn nhà thì ông ta cũng đuổi theo. Dụ được tên thợ săn đi xa thì Erlen đã âm thầm quay lại ngôi nhà. Đến lượt Judy thì một đàn thú rừng hoang dã chạy ra từ tủ sách. Cả bọn kịp thời trốn thoát nhưng bất ngờ một con bồ nông lạc đàn rồi gắp mất bộ cờ bay đi. Họ lại phải đuổi theo nó đến bên bờ suối và dùng thức ăn để dụ nó giao trả bàn cờ. Không ngờ cái con này cũng ba gai phết, có cá ăn rồi còn hất luôn bàn cờ xuống nước. Dòng nước cuốn rất xiết khiến cho bàn cờ trôi đi nhưng Peter đã dũng cảm cho người lên cành cây dốc ngược xuống thành công vớt bàn cờ lên. Ngay khi họ định quay về nhà thì anh cảnh sát đến hốt Erlen đi vì vụ nổ súng lúc nãy. Giờ đây chỉ còn lại ba người làm sao có thể chơi tiếp được đây. Cùng lúc này Peter bỗng dưng mọc đầy lông. Họ vội vàng đi tìm Erlen để hoàn thành ván cờ nhưng những sinh vật của Jumanji đang không ngừng tác quái. Do không để ý nên họ đã bị tên thợ săn cướp mất bàn cờ. Bỗng có một đoàn người lao tới khiến ông thợ săn ngơ ngác. Thừa cơ hội đó Peter giật lại bộ cờ chạy trốn. Cậu leo lên một chiếc xe ô tô trong khi đó đàn voi đang ồ ạt tiến tới. Chúng lần lượt dẫm lên xe khiến nó dẹp lép. Cũng may Peter cố hết sức cúi người xuống nên mới thoát chết. Nhưng bàn cờ thì lại bị tên thợ săn cướp đi mất rồi. Sarah và Judy đến giúp lôi Peter ra khỏi xe sau đó cùng nhau bám theo tên thợ săn. Thấy hắn để bàn cờ lên kệ Sarah tưởng dễ ăn chạy tới cướp nó lại. Nào ngờ tay thợ săn kia vô cùng cảnh giác đã ngăn chặn cô lại. Bất ngờ Peter cắn vào chân tên thợ săn còn Judy dùng máy tính tiền để kiểm tra nhân phẩm của ông ta. Tại một diễn biến khác Erlen dụ dỗ anh cảnh sát cởi trói cho mình rồi sau đó bất ngờ còng tay anh cảnh sát lại. Vừa quay đi được vài bước nghe đài phát thanh nói rằng có một tên đội mũ cối sử dụng vũ khí tấn công người phụ nữ và hai đứa trẻ. Erlen lập tức liên tưởng đến Sarah và Peter đang gặp nạn nên dù có bị bắt hay không thì anh vẫn quyết quay lại xe cảnh sát. Tuy nhiên anh cảnh sát đã bị còng mất một tay nên không thể nào lái xe được. Cuối cùng Erlen đã phải cầm trong một tư thế vô cùng khó khăn, nghe tiếng còi hú còn tưởng xếp lớn phương nào hóa ra lại là lũ khỉ Jumanji. Trong siêu thị lúc này mọi thứ cũng không khá hơn là bao. Họ cố tạo ra nhiều cái bẫy để đối phó với ông thợ săn. Vào bước đường cùng tưởng chừng như sắp đầu thai kiếp khác thì Erlen xuất hiện tông con xe bể tường của siêu thị. Do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe chưa chịu dừng lại mà tông thẳng vào quầy sữa khiến chúng đổ hết xuống sàn. Trong khi đó dì của chị em Peter trên đường đi làm về phát hiện bầy thú hoang đã hết sức ngạc nhiên. Định rằng đợi chúng đi hết thì cô mới tiếp tục cho xe chạy. Nào ngờ có con khỉ nấp trên xe làm cô hoảng loạn mất tay lái lao xuống vực. Lúc này bốn người bọn họ cũng đã tập hợp lại một chỗ. Cùng nhau về lại ngôi nhà thì trước mắt họ là rừng cây rậm rạp. Anh cảnh sát sau khi cởi trói được cho mình đã lấy xe quay lại hiện trường và tình cờ gặp được người dì của bọn trẻ. Cô nhờ anh giúp đỡ nhưng chưa kịp làm gì thì rễ cây từ trong ngôi nhà đã leo ra tận bên ngoài cuốn mất chiếc xe cảnh sát. Nhóm Erlen tiếp tục trò chơi khi Sarah gieo xí ngầu. Không ngờ rằng nước đi này lại khiến họ vật vã trước trận mưa như chút nước, thậm chí nó còn mang theo con cá sấu đến để tăng thêm độ khó của trò chơi. Phía bên ngoài cảnh sát đi cùng với người dì đã tìm đến ngôi nhà, vô tình gõ cửa thôi cũng làm nó nứt ra khiến cho nước tràn cả ra ngoài. Đúng là nụ cười của người này lại là giọt nước mắt của người khác. Tình hình chỗ của Erlen đã yên ổn rồi nhưng phía anh cảnh sát thì lại méo ổn chút nào. Erlen cùng mọi người lên gác mái để chơi nốt bàn cờ. Thử thách tiếp theo của họ là rơi vào một vùng cắt lún. Chính anh là người đầu tiên bị chìm xuống dưới. Do Sarah muốn cứu anh nên cũng bị liên lụy theo. Tới lượt của Peter thì xuất hiện con nhện khổng lồ. Cậu chạy đi lấy vũ khí. Trên đường về gặp lại bà cô rồi dọa bà ấy sợ đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Judy lấy bàn cờ định mang đến cho Sarah nhưng không may bị bông hoa ăn thịt người tấn công. Đúng lúc Peter trở về lập tức dùng cây diều chặt đất bông hoa. Lần này Sarah có nằm mơ cũng không ngờ cô đổ ra nước cờ khiến cho ngôi nhà bị tách ra làm đôi. Erlen rơi xuống cùng với bàn cờ chuẩn bị kết thúc trò chơi thì tên thợ săn đột nhiên xuất hiện. Anh vứt cặp xí ngầu trên tay xuống và nó nhảy 3 nút vừa đủ để quân cờ về đích kết thúc trò chơi. Tên thợ săn cay cú bắn ra viên đạn muốn giết chết Erlen. Khi ấy, Sarah đã hy sinh thân mình để che chắn cho Erlen, nhưng viên đạn bỗng đứng lại và rồi những gì đến từ Jumanji đều buộc phải quay trở về với nó. Bốn người tham gia trò chơi cũng được trở lại thời điểm xuất phát. Khi ấy, Erlen nhìn thấy cha liền chạy đến ôm ông, còn xin lỗi vì thái độ không phải của mình. Ông cũng không trách mắng gì và hứa Erlen có thể ở lại đây học nếu cậu muốn. Vậy là cậu có thể ở bên cạnh Sarah rồi. Họ trở thành một đôi và cưới nhau khi lớn lên tại buổi tiệc Giáng sinh 26 năm sau. Và điều không ngờ là họ đã gặp lại Judy và Peter giống hệt như những gì họ đã thấy. Bộ phim sản xuất năm 1995 nhưng lại được dàn dựng vô cùng đẹp mắt. Qua đó, tác giả muốn truyền tải đến chúng ta về việc trân trọng những người thân khi họ còn ở bên cạnh.
bởi rất có thể đó là lần cuối trong đời. Sai lầm của con người là quá khách khí với người lạ nhưng lại quá hà khắc với người thân. Chẳng hạn như Alan có bị bạn bè đánh cỡ nào cũng không dám bật lại dù chỉ một lần, ấy vậy mà sẵn sàng quát nạt bố chỉ vì một vài việc không vừa ý cậu. Con người ta thường không biết trân trọng những gì mình đang có, đến khi mất rồi mới cuống lên đi tìm thì đã quá muộn. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!